Tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều loại rau được các tiểu thương điều chỉnh giá bán, tăng từ 30 đến 40%, đặc biệt là những loại rau xanh đã tăng giá mạnh như xà lách, rau dền, rau muống. Cụ thể, cải ngọt đã tăng lên mức hơn 25.000 đồng 1kg, rau muống và rau dền cũng có giá bán đến 15.000 1kg. Lý giải về việc các mặt hàng nông sản có giá bán tăng cao, các tiểu thương cho rằng do thời tiết mưa kéo dài khiến nguồn cung từ Đà Lạt cũng như các khu vực lân cận bị mất mùa khá nặng. Bên cạnh sự tăng giá mạnh của nhiều loại rau xanh, thì giá một số loại rau gia vị lại có phần giảm đi đôi chút so với đợt cao điểm cách đây 2 tuần. Tuy mức chênh lệch vẫn còn rất lớn so với ngày thường, cụ thể ớt hiểm giảm xuống còn 90.000 đồng 1kg, thế nhưng hành lá và ngò lại tăng nhẹ, lần lượt có giá là 70.000 đồng và 40.000 đồng 1kg.